Với tổng số điểm 27,5, trong đó có điểm 10 tuyệt đối môn tiếng Anh, em Nguyễn Đức Nhật trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 năm học 2020-2021 của trường Trung học phổ thông Hoa Lư A và vinh dự sẽ được nhận phần thưởng từ Quỹ khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh. Thân thiện, dễ mến và hòa đồng là những cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc. Là thủ khoa của trường nhưng Nhật luôn khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong học tập, nhất là môn tiếng Anh. Em thấy bạn học giỏi với môn tiếng Anh. Bạn cũng hay giúp đỡ các bạn với môn tiếng Anh trong quá trình học tập. Em thích nhất cách tự học của bạn. Bạn tự tìm những từ mới thầy giao về nhà, tự học, tự chuẩn bị bài. Sau một khoảng thời gian được học tập cùng với bạn Nhật thì qua quan điểm của em thì em cảm thấy bạn Nhật là một người vô cùng năng động và rất là hăng hái, tích cực trong việc xây dựng và phát triển bài học. Em ấn tượng nhất là với sự thân thiện của bạn. Bạn rất hay chia sẻ và tâm sự cùng với các bạn trong lớp và giúp cho các bạn trở nên gắn bó với nhau hơn và hiểu nhau hơn. Thì ngoài ra thì bạn cũng là một người vô cùng hài hước, giúp cho lớp giải tỏa căng thẳng sau mỗi buổi học vất vả. Nhật là con lớn trong gia đình có hai anh em, bố mẹ là lao động tự do, vất vả mưu sinh để nuôi con ăn học nên em luôn có ý thức tự giác trong học tập. Em luôn tận dụng thời gian cả ở trên lớp và ở nhà để học tập. Bí quyết học môn tiếng Anh của Nhật là chú trọng ôn tập từ vựng và phải rèn luyện nghe nói hàng ngày. Thường thì con nghe về những bài hát về tiếng Anh xong là thường thì cũng nhẩm nhẩm lại. Nhưng mặc dù thì hát không hay nhưng mà cũng nhẩm lại để thuộc từ và học những cách phát âm cho nó chuẩn hơn. Tiếng Anh phải rèn luyện liên tục thì mới đạt được kết quả tốt. Ví dụ như là về phần phát âm thì chúng ta phải rèn luyện từng ngày. Còn về phần ngữ pháp thì chúng ta phải học từ từ, từ khó đến nâng cao để có thêm nhiều cái kiến thức hơn. Từ khi mà bước chân vào lớp thì em Nhật đánh giá về tư cách học sinh thì em là một học sinh có ý thức học tập rất là tốt. Em đã thể hiện rất rõ cái năng lực của mình trong cái học tập. Ở trong lớp thì em là cán sự của bộ môn tiếng Anh. Thế và ở cái bộ môn này thì là em cũng phát huy được cái khả năng của mình. Ví dụ như 15 phút đầu giờ khi mà các bạn truy bài ở các giờ tiếng Anh thì là bạn đều là lên chữa bài cho các bạn ở trong lớp. Thế còn trong quá trình học tập thì em cũng rất là chăm chú nghe giảng, cũng rất là chú ý. Và cái đợt thi vừa rồi thì em cũng nằm ở trong top đầu của những bạn mà đạt điểm cao ở trong lớp. Những thành tích đầu tiên ở bậc trung học phổ thông đối với Nhật là tiền đề và động lực để em tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong hành trình tìm kiếm tri thức.